Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ tổng đài 1900 6145. Xin được chào khán giả, và không biết là ngày hôm nay thì khán giả đang quan tâm đến lĩnh vực nào. Xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho hai vị chuyên gia của chúng tôi. Dạ, chuyên gia. Tôi ở Đồng Nai. Tôi có bắt 500 con gà 3 ngày tuổi. Xin hỏi chuyên gia là bây giờ mình đang làm phát tin gì ạ? Và những thuốc bổ trợ cho gà. Vâng. Dạ vâng. Bây giờ tôi sẽ trao đổi với anh vắn tắt cái quy trình để anh áp dụng. Thứ nhất là cái quy trình dùng thuốc kháng sinh thì 7 ngày đầu tiên anh sẽ cho gà uống cái thuốc enrofloxacin hoặc là thuốc anti-diaho để phòng cái bệnh bạch lị. Đấy, kết hợp với lại các thuốc bổ như B-complex và men tiêu hóa. Thế sau khi mà nuôi được 7 ngày rồi thì đến 7 ngày tiếp theo thì anh sẽ cho uống cái tylosin để phòng bệnh hen. Đấy, bệnh hen thời gian cũng là 7 ngày. Đến cái tuần thứ 3, tức là vào tuần 21, thì nguy cơ gà mắc bệnh cầu trùng thì anh sẽ sử dụng các cái thuốc điều trị cầu trùng, cứ cho uống khoảng 4 đợt liên tiếp, nhưng mà mỗi đợt khoảng 3 ngày, nghỉ 3 ngày, à nghỉ 1 tuần. Đấy, tức là dùng 4 đợt liên tiếp này, nhưng mà mỗi đợt thì chỉ dùng có 3 ngày và cứ đợt nọ cách đợt kia là 7 ngày. Đấy, thì dùng thuốc điều trị cầu trùng cho uống. Trong giai đoạn này nếu gà có nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc là mắc các bệnh về đường hô hấp thì vẫn phải tiếp tục dùng nhắc lại kết hợp hoặc là enro hoặc là tiamulin để phòng các cái bệnh đó. Đấy, thì đấy là về thuốc thì như thế. Còn thuốc bổ thì cứ mỗi đợt dùng kháng sinh thì anh sẽ dùng thuốc bổ. Đấy, thế là xong về cái dùng thuốc. Còn dùng kháng sinh thì nó sẽ có cái quy trình dùng kháng sinh như này. Đối với vaccine Cumbro thì anh sẽ nhỏ cho gà vào mắt và mũi vào các cái thời điểm như sau. Thứ nhất là 3 ngày tuổi, nhắc lại mũi thứ hai vào lúc 14 ngày tuổi, nhắc lại mũi thứ ba vào lúc 21 ngày tuổi. Đó là vaccine Cumbro. Vaccine NDIB hoặc là vaccine Lasota để phòng bệnh lưu quất sơn thì ngày thứ nhất, tức là cái lần thứ nhất làm vào lúc 7 ngày, lần thứ hai làm vào lúc 21 ngày, lần thứ ba là có thể làm vào lúc 300 ngày. Còn nếu hai lần đầu và làm tốt rồi, bỏ qua lần thứ ba 35 ngày, nhưng mà đến 60 ngày phải tiêm vaccine lưu quất sơn hệ 1. Còn có những hộ người ta làm cẩn thận thì có thể tiêm cái mũi nhắc lại vào lúc 42 ngày. Đấy. Còn vaccine cúm gia cầm thì bây giờ chúng tôi không khuyến cáo, bởi vì vaccine cúm gia cầm hiện nay nó có 4 chủng. Cho nên là nếu mà 4 chủng này anh phải tiêm cùng một lúc thì nó mới giải quyết được. Còn nếu anh tiêm một chủng mà ba chủng kia nó xâm nhiễm vào thì con gà vẫn mắc bệnh cúm. Cho nên là cái việc phòng bệnh cúm gia cầm chủ yếu vẫn là cái chăn nuôi an toàn sinh học. Đấy. Nếu anh nuôi gà thịt thì như thế là kết thúc. Còn anh nuôi gà đẻ thì nó sẽ còn thêm 3-4 loại vaccine nữa. Thì nếu anh cần thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những tư vấn chi tiết vừa rồi. Và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Hy vọng là khán giả đã nắm rõ những thông tin mà chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đã đưa ra. Và chúc khán giả sẽ áp dụng thành công cho đàn vật nuôi của gia đình mình. Ngay sau đây sẽ là một câu hỏi khác. Một câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thị Hồng, có số điện thoại 0946 3 số cuối 760 ở Bắc Giang. Khán giả có hỏi về đàn gà 250 con được 8 ngày tuổi. 4 ngày nay thì gà có biểu hiện ho hen, khó thở và đi ngoài phân trắng, phân xanh. Có con đi phân dính hậu môn. Đã chết mất 3 con, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Xin mời chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ. Gà của chị Hồng là bị bệnh phó thương hàn. Cái bệnh này nó nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân thứ nhất là mình bắt gà con từ những đàn bố mẹ nó bị bệnh. Tuy nhiên cái hiện tượng mà kiểm soát đàn bố mẹ là rất khó. Cho nên là hầu hết là các đàn gà con là khi bắt giống về nuôi thì cái tỷ lệ nó có thể là nhiễm nhiều nhiễm ít thôi, chứ còn đảm bảo nó không nhiễm thì chỉ có coi như là bắt gà giống ông bà nuôi từ những cái trại cụ kỵ thì chúng tôi mới có thể xử lý được cái bệnh này. Trên cái việc mà gà con bắt từ đàn bố mẹ mà bị nhiễm bệnh phó thương hàn theo cái phương thức truyền dọc là chúng ta có thể chấp nhận. Nhưng mà một cái trường hợp thứ hai nữa, tức là nó sẽ bị tăng nặng lên nếu như đàn gà này về nuôi ở tại cái môi trường của gia đình mà trước đó cái việc tổ chức nuôi úm ở tại khu vực ấy mình không được kiểm soát tốt bằng cách phun sát trùng hoặc là không chọn cái chỗ cao ráo khô thì mầm bệnh nó cũng đã sẵn có rồi, thì nó sẽ làm cho cái bệnh nó tăng nặng. Đấy, cho nên nó sẽ có hai cách phòng bệnh
là phòng bệnh. Thứ nhất tức là mình bắt từ đàn bố mẹ sạch bệnh thì cái này nó rất là khó. Còn cái phòng bệnh thứ hai là chúng ta phải tự chủ tạo điều kiện cho môi trường nó được diệt bệnh ngay từ lúc con gà con nó vào, giống như chúng ta dọn ổ ấy, để nuôi trẻ sơ sinh ấy, thì chúng ta phải làm rất là tốt. Thì cái này nó do chủ quan, thì nếu gia đình không làm cẩn thận thì nó sẽ mắc bệnh ngay từ chính cái việc chủ quan của mình. Đấy, nên là cái thứ hai thì nhiều gia đình mắc, còn cái một thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn bây giờ nó đã bị rồi thì gia đình sẽ dùng các cái loại thuốc sau đây cho uống. Cho uống Enro và Loxacin đi, hoặc là cho uống Neomycin đi, hoặc là cho uống thuốc Anti-Diaho đi. Liều lượng là 1 gram pha vào 2 lít nước cho uống trong 7 ngày. Và ngoài ra thì bổ sung thêm thuốc bổ, bổ sung thêm men tiêu hóa, và trong nước đó uống cùng một lúc thì có thể diệt được bệnh. Nhớ là mua thuốc tốt của các công ty có uy tín. Thì sau một thời gian thì cái phân dính đít ấy nó sẽ khô lại, và lúc đó chúng ta có thể dùng tay chúng ta bóc nó ra thì để cho thông cái hormone của con gà nó sẽ khỏe và ăn uống bình thường. Bệnh này thì không ngại lắm, nhưng mà phải biết cách làm. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những tư vấn chi tiết vừa rồi, và xin hy vọng là khán giả sẽ khắc phục được thành công cho đàn gà của gia đình mình.